không phải là nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Xuất phát từ tình yêu với văn hóa, với di sản của đất nước, cô giáo Minh Hải đã ghi lại những ngôi chùa, những làng nghề, những giếng nước bằng những bức ảnh. Đây là những dấu tích di sản còn được lưu giữ trong những góc ngách của làng quê Việt Nam. 60 bức ảnh được chọn lọc từ hàng nghìn tác phẩm là những trăn trở với công cuộc bảo tồn di sản trong hàng trăm chuyến đi trong nhiều năm của cô. Tôi cũng muốn là ghi lại những khoảnh khắc, thứ nhất là cho riêng mình, để giải tỏa những cái tinh thần, những lúc mà mình mệt mỏi. Thứ hai nữa là ghi lại khoảnh khắc để truyền lại cho các con cháu sau này, để cho các cháu có những cái hiểu biết sâu hơn. Và nhưng cũng thật đáng tiếc là tất cả những cái di sản và những cái làng nghề xưa thì cũng bị mai một nhiều. Thì tôi cũng muốn ghi lại những cái khoảnh khắc mà còn tồn tại. Bố cục của chị rất là tốt, nó rất là chắc chắn. Và đây là có cái gì đó là nó rất là văn hóa. Nét văn hóa nó thể hiện rõ trong từng bức ảnh của chị. Đấy, và cái nét văn hóa nó thể hiện từ con người, từ tính cách, từ biểu cảm và màu sắc. Nó có gì đó nó rất hồn Việt. Đấy là những gì nó có thể tóm tắt, chắt lọc lại cái bức ảnh của chị Hải. Triển lãm được tổ chức với nhiều nội dung phong phú. Tại đây, người xem có cơ hội được tiếp cận và tìm hiểu về những giá trị độc đáo của 13 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh. Không gian của những di sản mang hơi thở cuộc sống và những giá trị văn hóa đặc trưng cho các vùng miền như dân ca quan họ Bắc Ninh, nhã nhạc cung đình Huế, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, đờn ca tài tử Nam Bộ, ca trù, hát then. Muốn có một cái chủ đề cho những người yêu di sản trong cái lĩnh vực nhiếp ảnh, mà đấy là nhiếp ảnh nghiệp dư thôi nhé. Nhưng người ta đã đánh giá và người ta đã tìm tòi được những cái góc nhìn thực sự là văn hóa và thực sự là di sản. Mà hôm nay cái không gian trưng bày triển lãm cái di sản ký ức của nhiếp ảnh gia Minh Hải đã thu hút được rất nhiều người đến để tham quan và đánh giá cao cái không gian. Những di sản được bảo tồn bằng ảnh, bằng hiện vật của các tác giả đã góp phần phục vụ du lịch di sản, giúp khách tham quan hiểu hơn về đất nước, con người Việt Nam. Đây là những yếu tố góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến ưa thích của du khách quốc tế.